Thưa Duyên, dạ ngày trước á thì mấy anh em Ngôn có đăng một video nói về một người chú cũng như là một người đàn ông đó Duyên nha. Do cơ thể á, mỗi khi trái gió trở trời á thì có các triệu chứng giống như là đau nhức Duyên nha. Thì bắt đầu mới tìm hiểu qua mạng, cho nên là biết được một nơi để mà bấm nguyệt ở Bình Dương. Thì quý vị khán giả quan hỷ cho Ngôn vì không thể nói được địa chỉ, do là chú là chỉ là bình thường thôi, là tính đến là bấm nguyệt, cho nên là không có lưu giữ lại những cái chứng từ mà để có thể là chứng minh là chú trong ngày hôm đó do cái cơ sở bấm nguyệt đó làm ra như vậy, cho nên là Ngôn không nói được. Dạ quý vị khán giả quan hỷ cho Ngôn, nhưng Ngôn chỉ cho quý vị khán giả biết được là ở Bình Dương nha. Dạ ngày hôm nay thì mấy anh em Ngôn một lần nữa quay trở lại ghé thăm gia đình chú, vì được biết mấy bữa trước thì chú có chuyển viện lên Sài Gòn quý nhá, để mà nhập viện. Tuy nhiên là bác sĩ cũng đã trả về, nói chung là không còn cách nào để mà hỗ trợ giúp cho chú có thể là phục hồi và đi đứng lại được nữa. Dạ cũng vì lý do đó mà ngày hôm nay mấy anh em Ngôn một lần nữa ghé thăm gia đình, vì hiện tại là gia đình gặp rất là nhiều khó khăn luôn nha. Được rồi, nói chung là để tìm hiểu về cái câu chuyện ngày hôm nay là như thế nào, thì ngay bây giờ Ngôn xin mời quý khán giả cùng với Ngôn mình vào bên trong nhà để hỏi thăm gia đình ạ. Dạ, con chào cô ạ. Bữa nay con mới xuống coi. Con chào chú nha. Sao rồi chú? Rồi chú cho con hỏi thăm nè. Bữa nay sức khỏe làm sao rồi? Tốt lắm, không có được tiến triển gì cho tốt lắm hả chú? Rồi hiện tại á là cơ thể chú á là có gặp khó khăn gì không? Nói chung là bây giờ là chỉ có nằm thôi, với ăn uống thì kia là vợ con đút hết rồi. Là bây giờ là coi như là chỉ nằm vậy thôi. Ăn uống rồi vợ con đút hết rồi. Đút hết luôn. Rồi chú cho con hỏi thăm nè, chú đi lên viện đó, rồi bác sĩ nói sao rồi? Thì bác sĩ nói có nghĩa là cái này nó khám nói xong xuôi, đầu đi CT chụp biết rằng nó ra thêm mấy thứ bệnh nữa, thành thử rồi bác sĩ nói giờ có nghĩa là bác sĩ can thiệp không được. À, coi như là bác sĩ nói là can thiệp không được nữa. Không được. Rồi bây giờ là như vậy rồi chừng nào chú mới khỏe lại được? Cũng giờ cũng cầu trời cẩn thận rồi sao đâu, có phép màu là lúc trước thì bác sĩ nói là có tiền thì chị được. Chị được. Còn bây giờ thì nhập viện vào thì bác sĩ nói là bây giờ có tiền cũng không được luôn. Chị cũng không được luôn. Nhưng mà cái nguyên nho nguyên chú cho con hỏi thăm nè. Nhưng mà cái nguyên do vì sao mà tự nhiên bấm nguyệt cái là thành ra như vậy luôn vậy? Thì có nghĩa rằng là lúc đầu lên còn vô phòng này kia nọ, lúc đó lên nó cũng còn vẫn đau rồi. Đau rồi không có chỗ ngồi không được, kiếm chỗ nằm. Ngồi thì không được, kiếm chỗ nằm. Nhân viên nó cũng kiếm chỗ cho nằm. Nằm tạm ổng không vô rồi nó vẫn lên lầu. Là vô xong rồi là dẫn chú lên lầu. Dẫn lên lầu, ở dưới đóng 300 ngàn. Đóng 300 ngàn trước. Đóng 300 ngàn trước. Rồi đầu lên trên lầu nó nói giờ chú đóng một cái có liệu trình là chú giảm 20%. Là đóng thêm 1 triệu nữa. Rồi xong xuôi chân rồi nó thấy vậy nó nói thôi chú ơi con lấy cái chua có 700 thôi, là có nghĩa là trước sau tổng cộng 1 triệu. Có nghĩa là đúng đấy là 1.3 triệu. 1.3 triệu mà lấy chú tổng cộng là 1 triệu. 1 triệu. Nhưng mà trong cái quá trình bấm nguyệt á là bấm như thế nào mà sao tự nhiên là chú bây giờ không cử động được luôn? Là một cái máy nó bấm mà có nghĩa cái là cái máy nó lớn không chú? Nó lớn mà dài đâu khoảng chừng cỡ theo đâu khoảng chừng có 5 tấc. Cái đầu nó thì mình không có tả được. Cỡ 5 tắc vậy đi rồi biết rồi. Dài á, mình dài á. Nhưng mà bằng tay, cái lúc mà bấm nguyệt chú là bằng tay hay là bằng cái máy đó? Bằng cái máy đó. Nó gà qua gà lại, gà qua gà lại đó. Rồi xong xuôi cho bắt đầu tới một cái máy nó dán vô. Dán vô là bật 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 bật
làm hơi một vậy đó. Ừ. Còn thêm một cái kia nữa, nó làm nó giật cái người luôn vậy đó. Ừ. Rồi ba cái đó xong xuôi chân rồi nghỉ xong xuôi chân rồi nhỏ kia nó thôi chú qua đây chú nằm cho ông kia ông coi okay. Cái chú có gì được có gì ông nhất dạ. Thì con nghĩ là cái trước đó chắc có thể trên là trên máy là im ru à, ba máy là im ru à, chưa có cái giống như là cái biểu hiện đau. Trước đó hình như là có cái khúc nào mà chú thì... bắt đầu chú biết là cái khúc đó đau đó. Lúc đau là cái lúc cái máy bắn ha. Ừ. Máy giờ nằm tắt nha. Là mạnh quá hay sao chú? Mạnh quá. Ừ. Còn cái phần ấy già ngay cái đốt súng cổ á. Có nghĩa là từ ở dưới lưng đi lên thì là nhẹ, nhưng mà tới đốt súng cổ thì nó bị mạnh đau lắm. Là lúc đó là chú biết nha. Biết. Ừ. Tính là nó làm nó làm giảm cỡ 20% thì nó giảm đau cái kiểu đó thì mình cũng an tâm để mình đi về rồi. Ừ. Bởi vì lúc qua mình còn đi vô được, mình còn đi bộ được mà. Rồi. Lúc đi qua chú đi bình thường mà, đúng rồi. Chú vậy chú mới đến chỗ cái cơ sở đó được chứ. Cuối cùng xong xuôi cho rồi. Không được vậy chứ em. Con nhỏ kia nghe. Tốn chịu rồi đó, trước mắt là tốn chịu rồi đó. Tốn chịu rồi đó. Ừ. Rồi khi chú về rồi sao? Thì về taxi nó chở về. Taxi chở về. Chở về tiền móc cái bóp ra móc không được nữa. Kêu tài xế nó móc ra giùm. Khi nó lấy ra nó lấy trăm rưỡi nó. Rồi khi chú đi vô là chú đi bằng cái gì? Đi bộ. Chú đi bộ. Đi bộ cũng cỡ 10 mét vậy đó à. Ừ. Có nghĩa là khi chú đi vô cái tiệm bấm nguyệt đó thì là chú đi bộ bình thường. Bình nhưng thường. Mà khi ra là đi bằng taxi. Hồi lúc đi ra thì cũng có cái đứa đó, nó kè ra tới xe luôn. Chàng ơi chàng. Vậy là trong cái lúc đó là cái cơ sở bấm nguyệt đó là đã biết là chú như vậy rồi mà họ cố tình họ kiếm cách để cho chú đi về cho nhanh hả? Chắc có thể là như vậy. Ừ. Rồi xong rồi khi mà chú về nhà là chú không đi đứng được nữa nè. Rồi họ trả lời làm sao? Thì lúc đó bà xã có điện. Ừ. Họ trả lời là như thế nào chú với bà xã chú đó? Thì lúc bà xã đang định nói chuyện với nó có nghĩa là bấm nguyệt sao mà về tới nhà chồng tôi vừa. Sao đó không? Cô lên đây đi con. Nhắn tin cô gửi qua, nếu không bắt máy là tôi sẽ báo công an. Ừ. Thì cái người đó mới điện lại. Rồi cô mới nói là bấm làm sao mà chồng tôi bị liệt rồi. Ừ. Rồi nó mới nói là tại sao mà đi bấm từ ngày 3 mà nếu mà không có phản hồi thì ngày sau không điện lại. Mà để tới hôm nay là ngày 8 rồi. Trong thời gian đó tôi biết chị đem đi đâu mà giờ chị nói. Nhưng mà cái lúc mà chú vào là đi đứng bình thường, cái lúc mà chú đi ra mà kè đi đựng lên taxi đó là cái lúc đó cô không biết nha. Cô không biết tại cho vì nên cô, là cô không có bắt bẻ được. Đúng rồi, tại vì cô ở dưới quê. Ừ. Rồi ở trên này rồi ổng đi hết nổi rồi là ổng mới kêu cô lên. Ừ. Rồi cô mới đi lên cô thấy. Rồi lúc đó cô thấy rồi đó, rồi cô mới điện cho nó mà nó không bắt máy đó. Rồi cô mới nhắn tin gì đó thì nó mới điện lại. Điện lại rồi nó nói gì đó là từ ngày 3 mà hôm nay ngày 8 rồi. Ừ. Nếu ngày trước mà như vậy ngày sau tại sao không phản hồi để tới hôm nay. Để tới hôm nay là mấy ngày trong thời gian đó biết là đã đem đi đâu mà nói. Cũng như là họ cố gắng là kè chú, đặng cho chú lên taxi, đặng chú đi cho nhanh. Để không thôi là khi mà chú mà giống như là bình tĩnh lại á, chú nhận biết được mọi chuyện á, thì bắt đầu là họ sẽ chịu trách nhiệm cho nên là họ kiếm cách cho chú đi lẹ ha. Đúng rồi. Khi về tới nhà là nằm liệt luôn cho tới bây giờ luôn đó, là coi như là không có gì tiến triển được miếng. Dạ. Về tới nhà là cái tay thập cái trong vô túi quần lấy cái chìa khóa ra không nổi luôn. Nó không được luôn. Dạ. Thôi bây giờ như vậy đi coi. Ngày hôm nay á thì mấy anh em con cũng biết được là gia đình mình hiện tại á là vừa chuyển viện chú lên Sài Gòn đó. Cho nên là bây giờ quay về thì cũng không còn tiền nữa. Gạo thóc thì cũng không còn.
Cho nên là mấy anh em con một lần nữa ghé xuống thăm để trò chuyện cũng như là tìm cách để hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình. Thôi bây giờ cô cho mấy anh em con xin phép được giống như là cô ngồi ở bên này đi ha. Rồi con ngồi bên đây rồi thấy cô cháu mình trò chuyện để cho chú nghỉ ngơi chút nha con ha. Dạ dạ. Thưa cô cho con hỏi thăm nè. Rồi hôm bữa mấy ngày trước cô đưa chú đi viện như vậy đó. Rồi tiền đâu mà có cô? Cũng nhờ cái cô ở trên bên công giáo, cô nói để hỗ trợ cô là 70% chi phí. Là cô Mạnh Thường Quân đi. Mạnh Thường Quân. Dạ. Rồi cô mới đưa đi. Cô mới đưa đi nhưng mà đi lên chỉnh được 2-3 ngày thì bác sĩ nói là không thể được rồi, cho nên là cô quay về. Nhưng khi cô đi là cũng có chuyến xe không đồng nó đưa đi. Chứ có nghĩa là khi cô đi thì là có chuyến xe không đồng và một người cô Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho lên viện, nhập viện. Nhập viện. Nhưng mà cô cho con hỏi thăm nè, thời gian trong 3 ngày đó là bác sĩ họ cũng như là cho cô biết cái kết quả ra sao? Là vì sao mà lại chảy xuống viện? Tại vì hồi lúc mới thì bác sĩ nói là bệnh này chữa được, nhưng mà lý do mình không có tiền, mình để lâu quá, mình để tới gần 2 tháng mình lên. Yeah. Thì bác sĩ nói là suy kiệt rồi, sức khỏe đã suy kiệt rồi, loét là cấp độ 4. Yeah. Rồi cũng lòi ra bệnh này bệnh kia nữa, cho nên bây giờ là không thể can thiệp phẫu thuật được. Đó là... À, có nghĩa là trong cái thời gian 2 tháng đó thì bắt đầu là chú giống như là gầu lo âu nhiều, cho nên là bắt đầu là sức khỏe kém lại, rồi với mới phát sinh ra những cái căn bệnh khác. Đúng rồi, cho nên là bác sĩ nói là không thể phẫu thuật là do là chú bị suy kiệt rồi. Chứ không phải là gì không tiền hả cô? Đúng rồi, thành ra là hồi nãy cô nhắc đến là cô Mạnh Thường Quân là sẵn sàng là hỗ trợ 70%. Là khi cô lên chảnh là cô vẫn có mặt cô Mạnh Thường Quân. Vẫn có, nhưng mà cô bên Mạnh Thường Quân đó, ta nói khi lên ca mổ đó, là hỗ trợ 70%, thì lúc lên cái bước đầu thì cô đóng. Mà bước sau bắt đầu khi phẫu thuật là bên kia người ta đóng. Nhưng mà cái cô Mạnh Thường Quân đó cũng muốn giúp mình hết sức rồi. Muốn giúp rồi, cô nói là tại vì đã có hỏi bác sĩ qua rồi, bác sĩ nói chữa được. Nhưng mà không ngờ giờ để dây chú lên như vậy thì sức khỏe suy kiệt rồi, giờ bác sĩ chữa không được thì thôi về. Cô đó cũng cho chuyến xe không đồng về với hỗ trợ cho thêm 2 triệu để cho về. Cô nói giờ thôi về, cố gắng khuyên nhủ chú đi, chứ giờ trên đó người ta cũng cố tình rồi mà không được. Người ta coi chưa như là đã có cái cơ hội cho chú rồi. Đúng rồi. Nhưng mà tại vì bác sĩ không còn cách nào can thiệp. Không thể nào can thiệp được. Cho nên là bây giờ đành như vậy luôn. Chú bị suy kiệt, không thể can thiệp phẫu thuật. Chàng ơi, chàng. Nó là như vậy là... Cô cho con hỏi thăm nè. Khi mà cô nghe tin từ bác sĩ đó, nói chung cô đã cố gắng đưa chú để mà lên tới Sài Gòn để vào nhập viện á, thì con nghĩ rằng là cô cũng mong muốn rằng là chồng mình sẽ mau chóng giống như là khỏe lại. Nhưng mà khi bác sĩ lại nói cái câu đó như vậy đó, rồi cô nghe được rồi, trong lòng cô cảm thấy như thế nào? Cô bàng hoàng, cô không nói được. Tại vì khi đưa lên á, cô chỉ hy vọng là nếu như đi không được thì ngồi được, hai tay cử động được thôi, rồi ngồi xe lăn cũng được. Nhưng mà không ngờ khi lên bác sĩ nói gì là cô hết biết gì luôn. Điện về cho người nhà hay mà không nói được. Có nghĩa là cô không dám hy vọng rằng chú sẽ đi đứng lại được. Đúng rồi. Cô chỉ mong muốn rằng chú có thể là cử động hai tay. Hai tay ngồi được thôi. Ngồi xe lăn thôi. Nhưng mà không ngờ lại sự thật nó lại như vậy hả cô? Đúng rồi. Rồi cô thì giống như là có thể là cố gắng sau khi mà nhận được cái thông tin đó. Nhưng còn chú, khi mà cô chuẩn bị cô nói cho chú đó, là lúc đó cô nghĩ gì trong giống như trong lòng mình? Lúc bác sĩ nói là bác sĩ nói tại đó luôn, rồi cô cũng nói cho ông nghe, ông nói vợ
Ông không muốn sống nên bóp vợ bóp con nữa. Ông kêu với giúp ông đi ông. Sao vậy chú? Sao lại đến đường cùng như vậy chú? Con nghĩ rằng á, biết đâu mình còn giống như là mình còn ngày này ngày kia á, rồi biết đâu phước chủ may thầy á, một dịp tình cờ nào đó mình có thể ngồi vậy được chú. Cái này con cho chú giống như là con có thể là cho chú biết được cái việc này nè. Có nghĩa là quý vị khán giả mà sau khi mà xem được đoạn video nói về hoàn cảnh của chú á, thì cũng có rất là nhiều trường hợp giống chú rồi, nhưng mà nhờ phước chủ may thầy á là họ đứng lên họ đi được bình thường luôn. Có nghĩa là bác sĩ cũng can thiệp không được rồi, nhưng mà nhờ vào phước chủ may thầy á chú, thì cũng có khoảng là 4-5 trường hợp như vậy đó mà người ta đi lại được luôn á. Cho nên là con khuyên chú là mình cố gắng lên nghe chú ha, cố gắng lên chú, tại vì 4-5 người kia người ta cũng gặp trường hợp như chú, cũng đi bấm nguyệt vậy đó, rồi cũng về nhà là đi đứng không được luôn đó. Nhưng mà có người bây giờ còn đi làm được bình thường nữa. Cái này là không phải là chú muốn vậy đâu, cho nên là ý trời mà, cho nên là mình cố gắng nghe chú ha. Còn với vợ với con là vợ con còn mừng còn vui nữa. Như là chú không giống như là không tin vào đó là sự thật hay cô ha. Tại vì mình đi bác sĩ, mình đi bệnh viện Chợ Rẫy mà bệnh viện cũng lớn rồi, nói như vậy nữa thì ổng phải bi quan rồi chứ giờ cô biết làm sao giờ. Không có nghĩ tới mức độ gì đâu, cô nghĩ là ổng sẽ khỏe lại, tay chân ổng tay ổng cử động được. Cô nói hoài à, hai chân đi ổng được cũng được nữa. Có nhiều giống như là khi mà con đăng lên á, có nhiều quý vị á, là quý vị mà đang comment với con cũng có luôn, là người ta cũng nằm cả tháng trời đó, rồi người ta giống như là phước chủ may thầy đó, người này chỉ này người kia chỉ kia đó cô, rồi cứ làm rồi hên quá, rồi bây giờ là đứng gì đi được, nhưng mà không biết là nhờ vào cái cách gì, cho nên là không có thể là chỉ lại cho cô. Nhưng mà họ nói rằng là cũng đi bấm nguyệt vậy đó, rồi về là cứ động không được luôn. Cho nên là bây giờ người ta đâu có dám đi bấm nguyệt nữa đâu. Cái này con nghĩ rằng cô cố gắng đi, biết đâu mình đủ nhân viên á, mình gặp được một người nào đó còn nhớ cái cách thì chỉ cho mình á, hỗ trợ cho mình thì giúp cho chú đi đứng lại được. Thì bây giờ cô chỉ hy vọng vậy thôi, giờ phước chủ mê thầy chứ bây giờ cô cũng không biết làm sao giờ. Cô nói giờ có cái khoảng thời gian tới cô phải nghỉ làm để đi chăm ổng. Mà điều kiện thì gia đình khó khăn, cho nên cô không biết rồi sao đây nữa. Nói chung có nhiều cái mà khoa học còn chưa có thể nào mà giải thích được nữa, cho nên là cô cứ vững tin vào ngày mai nha. Rồi hiện tại bây giờ là cô chăm sóc cho chú như vậy, chắc con nghĩ là đâu có đi làm được nữa hả cô? Không đi làm được nữa đâu. Tiền thì trong nhà không có. Đúng rồi. Thời gian tới cô không biết làm sao đây. Cô giống như là cô đang lo nhất là về việc gì? Thứ nhất là giờ chăm chú, chăm như gì thì giờ người ta, mình bác sĩ đã không chữa được thì giờ cô tính người ta chỉ gì mình làm đó. Đúng nhưng rồi. Mà khoảng thời gian này là cô phải nghỉ để lo, mà nghỉ thì điều kiện kinh tế nó quá khó khăn, cô không biết cô theo được tới đâu hay là nửa chừng cô bỏ dở, không biết theo được tới đâu. Cô lo là cô sợ cô theo không nổi. Không nổi, tại vì mình không có tiền thì làm sao mình đi, phải để nằm ở nhà chứ chợ. Nằm ở nhà thì
tại vì bây giờ thời gian cũng mới có 2 tháng thôi, thì còn nước thì còn còn giống như là còn tát, cố gắng lên, biết đâu một nhân viên nào đó, một sự màu nhiệm nào đó, tự nhiên mình biết được một cái cách hay, một cái phương pháp hay hỗ trợ cho chú, rồi chú khỏe lại. Tại vì không phải là một người đó cô, nhiều người lắm. Khi mà con có gọi điện cho con nữa, có người gọi điện trực tiếp cho con nữa, là chỉ cái cách, nhưng mà do là người ta nhớ nhiều cách quá, có nghĩa là người ta thử trong cái thời gian nằm đó cô, người ta thử cách này cách kia rồi đó, rồi người ta tự nhiên người ta đi lại được, rồi người ta không biết là cái cách gì, cho nên là người ta không có khẳng định được cho mình. Nhưng mà con tin rằng là có cách đó. Dạ, cố gắng hay cô nha. Rồi cô cho con hỏi thăm nè, bây giờ nhà còn gạo không? Hôm nay nghỉ rồi, đâu có đi làm được gì đâu. Tháng làm được có 10 ngày, 10 mấy ngày vậy. Chàng ơi, chàng. Ăn ké bên nhà bà mẹ. Ăn ké nhà mẹ của cô ha. Ăn ké nhà mẹ. Bây giờ ở đây có cái công việc gì mà cô lãnh về nhà làm á, giống như là đang lưới hay là làm này làm kia, có cách nào không? Ở đây khó tìm việc làm lắm cô, đang lưới đang đồ không có đâu. Không có khó tìm lắm. Ở đây khó tìm lắm. Phải có công việc gì mà cho mình lãnh về nhà làm á. Đúng rồi. Rồi cô vừa chăm chú, cô vừa làm á, mới có tiền mua gạo, mua đồ. Ở đây khó lắm, tìm không được đâu. Bởi vì quê cô ở đây mà cô phải đi tới Cà Mau, cô làm 10 mấy năm rồi đó. Chàng. Mà chưa có trở về quê được, bởi vì mình về mình tìm công việc đó, nó rất là khó. Như vậy á, nếu mà thời gian kéo dài á, con không biết gạo ở đâu cô có, rồi còn thuốc thang cho chú nữa. Bây giờ ở đây là cô thử, cô suy nghĩ rồi ha, không có cách nào hết luôn á. Không có cách nào chứ. Còn cái gì như giống như là cô có thể là chăn nuôi mà đâu có đất đai gì đâu. Không mà có đất đai gì đâu, nhà ông có đất đai gì chứ. Ngày xưa là cô với chú không có mua được miếng đất nào chứ hả? Nhà đi làm mướn không, mà con làm mướn ngày nào ăn hết ngày đó rồi. Rồi khi có con rồi lo cho con ăn học nữa. Cho nên là đâu hai có gì có đâu. Nhiều hết nhiều rồi. Đất này là đất của cha mẹ cho đi để cất nhà thôi chứ. Không phải của cất chú. Tạm thôi, cũng không phải của mình. Chú ơi, chú cho con hỏi thăm nè. Ngày hôm nay mấy anh em con xuống nè để thăm chú đó. Thì cũng có quay đoạn video về cái hoàn cảnh của chú. Không biết rằng chú có mong muốn cũng như là có lời gì muốn gửi tới quý mạnh thường quân, cũng như là quý vị khán giả trong và ngoài nước không? Trước tiên là chú nhất cảm ơn mạnh thường quân ở trong và ngoài nước. Tôi biết tôi gặp lại cái chú như vậy, hậu chờ chú được tâm huyết, chú cảm ơn. Chú có mong muốn gì không? Không mong muốn, mong muốn gì giờ. Chú có cần quý mạnh thường quân hỗ trợ gì cho chú không? Chú nói đi. Mình cũng không muốn cao xa mùi gì, như cầu mong sao không quý thường quân cũng chẳng hơi chút bệnh thì nọ thuốc nó cũng dài dài tới được rồi. Vậy là chú cầu mong cho quý mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ cho chú có tiền để thuốc thang chạy chữa ha, qua ngày ha. Còn cô, ngày hôm nay nè mấy anh em con xuống thăm nè, cũng có quý mạnh thường quân và quý khán giả đó đang xem đó, cô có lời gì muốn gửi cũng như là mong muốn gì muốn gửi tới quý mạnh thường quân không? Thì cô cũng có bao nhiêu lời đó cũng gửi tới mạnh thường quân. Hoàn cảnh cô quá khó khăn, cô muốn nhờ mạnh thường quân có thể hỗ trợ cô chút ít để cô lo cho chú. Để có nghe thầy nào cô đi thầy đó,
May chủ phước tài của chú có thể ngồi dậy được thôi, ngồi dậy hai tay cử động được thôi, chân đi được, đi không được cũng được. Có nghĩa là cô cầu mong sao mà quý mạnh thường quân hỗ trợ cho cô ít tiền, để khi mà cô có ai chỉ thầy nào thì bắt đầu là mình di chuyển chú đến thầy đó để có kinh phí để chạy chữa ha. Chú quý khán giả, một câu chuyện á, nói ra thật sự mà nói á, mình cứ nghĩ là đùa thôi á, nhưng mà đây lại là một câu chuyện có thật đi nha, hoàn toàn có thật luôn. Có nghĩa là một người đàn ông sau khi mà cơ thể có những cái triệu chứng về đau nhức các cơ khớp quý nha, thì bắt đầu mới tìm hiểu đến những cái liệu trình mà qua các trang mạng xã hội á, thì mới biết được là có một nơi có một cái gói là 299K là một liệu trình bấm nguyệt để giống như là có thể là giảm các triệu chứng giống như là đau nhức các xương khớp, cho nên đã tìm đến đó luôn nha. Nhưng mà thật không may cho chú là chú đã chọn nhầm nơi, không có uy tín cũng như là không có trình độ chuyên môn, và dẫn đến ngày hôm nay á, là chú không thể đi đứng được nữa nha, tay chân là không thể cử động được nữa luôn. Nói chung á, là bây giờ là đưa lên viện ở Sài Gòn rồi, là trung tâm lớn nhất rồi, nhưng mà bác sĩ không có cách nào để mà can thiệp vào. Chú yên dạ, một câu chuyện tưởng gần như đùa nhưng đây lại là có thật à. Hy vọng rằng quý vị khán giả mình trước khi chọn nơi bấm nguyệt cũng như là những cơ sở đó thì hãy lựa những cái cơ sở mà có uy tín cao, trình độ chuyên môn cao, nhân viên có tay nghề cao, để tránh nhân viên có tay nghề cao để tránh gặp phải cái trường hợp như chú ngày hôm nay. Thì hy vọng rằng quý vị khán giả mình nên chú ý và chọn lựa kỹ lưỡng chút ạ. Dạ. Cô ơi, ngày hôm nay á thì con ghé thăm gia đình nè, thì cũng có phần duyên của quý mình thường quân trong và ngoài nước, thì biết được là hiện tại là cô đang gặp khó khăn như vậy nè, lo chăm sóc cho chú nhưng mà lại không có cái kinh phí đó. Thì ở đây con có quý mình thường quân hỗ trợ cho ngày hôm nay cho cô. Đầu tiên á, có một anh ca sĩ làm nghề biển đó cô ha, thì cũng có hỗ trợ cho gia đình mình là 500.000 ha. Ngoài ra là có thêm anh Ngọc Hà ở quận 4 gửi thêm cho gia đình mình là 1.000.000. Ngoài ra thì ngày hôm nay á có thêm là cô Vương Cẩm Vân gửi thêm cho gia đình mình á là 1.000.000 nữa nha cô nha. Cô Vương Cẩm Vân có pháp danh là Tâm Huệ gửi thêm cho gia đình mình 1.000.000 nữa. Dạ rồi, là 2.500.000 cô ha, 2.500.000. Với ở đây có thêm là anh Công Nguyễn ở Úc là gửi thêm cho cô là 500.000 nữa. Dạ rồi, bây giờ con xin phép đọc lại một lần ha. Đầu tiên á, là có anh ca sĩ làm nghề biển á, thì gửi cho cô là 500.000, cô cũng chú là 500.000. Kế tiếp á, là có anh Ngọc Hà ở quận 4 gửi cho cô là 1.000.000. Kế tiếp á, là có cô Vương Cẩm Vân pháp danh là cô Tâm Huệ cũng gửi cho gia đình mình thêm là 1.000.000 nữa, là 2.500.000. Ngoài ra là có anh Công Nguyễn ở Úc gửi thêm cho gia đình mình 500 nữa, là tổng số tiền là 3.000.000. Dạ rồi, cô xin gửi cho cô ha. Cô giữ để mà kinh phí lo lắng chăm sóc cho chú nha. Đây cô gửi cho cô nha. 500, 1.000.000, 1.500.000, 2.000.000, 2.500.000, 3.000.000.
Dạ. Rồi thì đó là phần duyên của quý mình thường quân trong ngày hôm nay đã trao đến cho cô cùng với chú để có tiền mua gạo, mua lương thực thực phẩm, ngoài ra có thể mua thuốc thang trị chữa. Thì cô có lời gì muốn gửi tới quý mình thường quân trong ngày hôm nay không? Cô cảm ơn mà em ca sĩ với em Hà với cô Vân và anh Nguyễn đó đã thương mà hỗ trợ gia đình những lúc khó khăn này. Cô chúc những mạnh thường quân được nhiều sức khỏe, được nhiều may mắn. Thôi chú cố gắng lên hay chú ha. Và con tin rằng một ngày nào đó phước chủ may thầy cũng như là điều may mắn sẽ đến với chú, để chú có thể là cử động lại và đi đứng lại được nha chú nha. Hy vọng vào ngày mai chú mình phải đặt trọn niềm tin vào. Mình đặt niềm tin vào mới có. Nghe chú nghe. Dạ. Dạ, chú Yên dạ. Chú Yên mình thường quân trong dòng nước. Thì một lần nữa cho mấy anh em Ngôn gửi lời cảm ơn chân thành đến quý mạnh thường quân trong ngày hôm nay đã hỗ trợ đến cho gia đình là 3 triệu. Thì mấy anh em Ngôn xin thay một gia đình gửi lời cảm ơn chân thành ạ. Được rồi, còn bây giờ thì Ngôn xin phép được kết thúc video và nguyện cầu chúc cho quý khán giả cùng với quý mạnh thường quân trong và ngoài nước sẽ luôn có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bên em mỗi ngày. Con xin chào, hẹn gặp lại ạ.